Khi các cuộc giao tranh ngày càng kịch tính, nỗ lực bơm vũ khí cho Ukraine vẫn được bồi đắp. Giữa lúc ấy, tướng Nga gợi ý Moscow dùng ngư lôi hạt nhân tạo sóng thần tấn công phương Tây. Mặt khác, hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể bị mắc kẹt trong đường hầm hoặc một. Kinh hoàng, thiết giáp Nga mất đầu khi vấp phải mìn chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố kế hoạch liên minh hải quân. Ở diễn biến nổi bật khác, theo cựu chỉ huy quân đội Mỹ, NATO có thể tăng cường hiện diện ở Biển Đen sau sự cố UAV. Mỹ tuyên bố không dừng các chuyến bay ở Biển Đen sau sự cố UAV, còn Nga mong điều gì? Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí giữa lúc nhận định lực lượng thiếu năng lực. Nga tổ chức tập trận quân sự chung với Trung Quốc và Iran. Thủ tướng Úc thăm Cộng hòa Fiji khi thỏa thuận của AUKUS bị cáo buộc vi phạm hiệp ước hạt nhân. Theo NHK, Nhật Bản, Hàn Quốc chuẩn bị nối lại đối thoại an ninh lần đầu tiên sau 5 năm. Có phải thủ đô mới của Indonesia đang đẩy người dân bản địa ra khỏi vùng đất tổ tiên? Google trình làng cây đũa thần soạn thảo văn bản khi cuộc đua AI ngày càng kịch tính. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây dừng ngay việc bơm vũ khí vào chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, khi chiến sự bước sang tháng thứ 13, những nỗ lực này vẫn được bồi đắp. Theo Newsweek, một cuộc thảo luận trên truyền hình nhà nước Nga đã làm dấy lên khả năng Moscow triển khai tên lửa nhằm vào các quốc gia đang ủng hộ Ukraine. Trên kênh Russia, tướng Nga đã nghỉ hưu Yevgeny Buzinsky gợi ý rằng các vũ khí như tên lửa Poseidon và tên lửa Burevestnik nên được sử dụng để chống lại phương Tây, ngay cả khi tên lửa Burevestnik chưa sẵn sàng cho biên chế trong 1 đến 2 năm tới. Các cơ quan nhà nước Nga hồi tháng 1 đưa tin rằng bộ siêu ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Poseidon đang được phát triển để triển khai trên tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Lần đầu tiên được Tổng thống Vladimir Putin công bố vào năm 2018, các quan chức Mỹ và Nga đều mô tả Poseidon có khả năng kích hoạt các đợt sóng thần phóng xạ, nhấn chìm các thành phố ven biển. Nhiều khách mời trong chương trình truyền hình Nga buổi tối với Vladimir Solovyov đã nhiều lần cảnh báo về khả năng hạt nhân của Nga, trong khi gọi xung đột ở Ukraine như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Moscow và NATO. Tướng Nga về hưu Buzinsky cảnh báo người xem rằng sự can dự sâu sắc hơn của các nước phương Tây vào Ukraine có nghĩa là tất cả sẽ kết thúc bằng Poseidon và một cơn sóng thần, một cơn sóng cao tới 300 hoặc 500 mét. Cũng theo Newsweek, truyền thông Nga đưa tin hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể bị mắc kẹt trong các đường hầm công nghiệp Bakhmut, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây. Các tờ báo thân Nga Rossiya Gazeta RG và Pravda nằm trong số các nguồn tin nói rằng quân đội Ukraine đang bám trụ ở các hành lang ngầm trong khu vực nhà máy kim loại Bakhmut. Các báo cáo chưa được xác minh độc lập, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Tờ Rossiya Gazeta trích dẫn thông tin từ tờ Military Tronic của Nga cho biết ít nhất 300 quân nhân Ukraine đang mắc kẹt trong các đường hầm bên dưới nhà máy nằm ở phía bắc Bakhmut, một thành phố thuộc vùng Donetsk. Bài đăng cũng cho biết tổng số đơn vị binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia và các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ là khoảng 500. Ngoài ra, quân đội Ukraine chiếm giữ các vị trí tại nhà máy sản xuất kim loại Makiivka lân cận. Trong khi đó, nhà báo quân sự Nga Alexander Simonov cho biết trên Telegram rằng những chiến binh của tập đoàn Wagner đã xông vào khu vực nhà máy kim loại Bakhmut. Ông viết đây là khu vực rộng lớn với mạng lưới sự phát triển công nghiệp dày đặc và mạng lưới các tiện ích ngầm cao hàng chục tầng. Mặc dù bị quân đội Nga bao vây ba mặt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cam kết của Kiev trong việc giữ vững thành phố. Ban tham mưu đều bày tỏ quan điểm chung về việc nắm giữ và bảo vệ thành phố Bakhmut, Tổng thống nói. Thưa quý vị, khi các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại thành phố Bakhmut, những cuộc đối đầu dữ dội cũng đang xảy ra ở những khu vực khác. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội mới đây cho thấy sức công phá của mình chống tăng Ukraine khi giao chiến với xe bọc thép của Nga. Newsweek hôm 14 tháng 3 cho hay thông tin đăng tải trên Twitter của Dropley, thành viên cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho thấy hình ảnh một chiếc xe bọc thép của Nga bị mìn Ukraine thổi bay hoàn toàn. Nội dung bình luận của chuyên gia Dropley cho biết đây là những hình ảnh sau khi xe tăng BTR-82A thuộc Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 của Nga bị phá hủy bởi một quả mìn chống tăng có bổ sung đạn HE của Ukraine. Sau vụ nổ, lái xe và chỉ huy đều thiệt mạng, nhưng các xạ thủ vẫn sống sót. Phần đầu xe bị nổ tung hoàn toàn.
Dòng tweet của chuyên gia Tropley cũng được liên kết với một kênh Telegram từ quân khu phía nam của Nga cho biết, lữ đoàn của Nga nhận nhiệm vụ xâm nhập tiền tuyến để yểm trợ cho đợt tấn công của bộ binh. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bọc thép chở quân đã bị một tên lửa chống tăng làm cho nổ tung. Chỉ huy và người điều khiển đã thiệt mạng, nhưng xạ thủ vẫn sống sót và hiện đang điều trị tại bệnh viện. Theo Newsweek, chưa rõ các bức ảnh được chụp ở địa điểm nào, nhưng mới đây Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 100 xe tăng và xe bọc thép của Nga ở khu vực Vuhledar. Trong bối cảnh chiến sự diễn ra từ tháng 2 năm 2022, đã xuất hiện nhiều báo cáo mâu thuẫn từ hai phía. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine và Nga để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi về những thông tin nói trên. Tại chiến địa khác, Newsweek dẫn lời người phát ngôn của quân đội Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đang bắt đầu rời khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine Natalia Khomeniuk nói với kênh 24 của Ukraine rằng các lực lượng Nga ở bờ đông của Kherson đang bắt đầu sơ tán. Vào tháng 11 năm ngoái, các lực lượng Nga đã rút lui khỏi Kherson do chiến dịch phản công của Ukraine. Mặc dù tháng trước binh sĩ của Moscow bắt đầu pháo kích dọc sông Dnipro, làm suy giảm tinh thần quân địch, theo Bộ Quốc phòng Anh. Tỉnh Kherson là một trong bốn vùng lãnh thổ bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Những vùng khác cũng được Moscow sáp nhập là Donetsk, Luhansk và Zaporizhia. Đây là dấu hiệu cho thấy một cử chỉ thiện chí khác đang được chuẩn bị. Vị quan chức Ukraine phát biểu nhắc lại cụm từ quen thuộc của Điện Kremlin mỗi khi Nga rút quân. Bà cũng tuyên bố rằng quân đội Nga đang sử dụng dân thường trên bờ biển Đen ở các tỉnh Kherson và Mykolaiv làm lá chắn sống. Họ đang đặt các vị trí khai hỏa, bao gồm hệ thống phóng tên lửa đa nòng ngay tại sân sau của người dân địa phương. Điều này khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc ứng phó, nhưng không phải là hoàn toàn không thể, bà nói thêm. Theo vị quan chức, lực lượng Ukraine tiếp tục theo dõi các hoạt động và ý định của Nga, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về kết quả tốt sẽ sớm xảy ra. Mikhail Chesky, giáo sư Đại học Wisconsin-Madison, nói với Newsweek rằng Nga có thể đang phòng ngừa rủi ro và củng cố lực lượng ở các vị trí phòng thủ tại các vùng Kherson và Zaporizhia. Với việc mở rộng kho vũ khí của Ukraine, các lực lượng Nga có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, trong khi Nga đang xây dựng nhiều thành trì phòng thủ hơn ở phía đông, ông nói. Chuyên gia Nga Dmitry Gorenburg của Trung tâm Phân tích Hải quân nói với Newsweek rằng báo cáo của người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine là ngạc nhiên. Theo những gì tôi biết thì mặt trận đó tương đối yên tĩnh, ngoại trừ các cuộc pháo kích thường xuyên qua sông. Không có nhiều giao tranh so với hướng đông. Tôi nghĩ rằng luôn có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ từ hướng đó, nhưng do khó khăn trong việc vượt sông cho cả hai bên nên khả năng này rất thấp, ông Gorenburg nói. Hiện phía Nga chưa bình luận về báo cáo trên của quan chức Ukraine. Thông tin khác liên quan đến Ukraine, chính quyền Kiev tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ từ Hà Lan cùng với Anh khi Ukraine đang có kế hoạch phát triển lực lượng hải quân. Hãng tin Ukrainska Pravda ngày 14 tháng 3 cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Drennikov đã có buổi gặp gỡ với nhà lãnh đạo đồng cấp Hà Lan Kasia Olongren ở miền nam Ukraine. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết vào năm 2025, Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine hai tàu quét mìn Atma để bảo vệ các tuyến vận tải biển ở Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết sau quyết định này của Hà Lan, Kiev có kế hoạch thành lập một liên minh hải quân với ít nhất 3 thành viên là Anh, Hà Lan và Ukraine. Vừa qua, Anh đã cung cấp 2 tàu quét mìn cho Ukraine và Kiev đang phát triển hạm đội bằng cách hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, được biết Ukraine vốn là quốc gia có thế mạnh về hàng hải và quốc gia này đã thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc đóng một số tàu hộ tống lớp Ada cho lực lượng hải quân. Vào mùa thu năm 2022, Ukraine đã khởi động dự án chế tạo tàu hộ tống Hetma Ivan Mazepa. Theo chiến lược phát triển lực lượng hải quân đến năm 2036, Ukraine đã đặt hàng Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất một chiếc tàu hộ tống lớp Ada khác vào năm 2023. Chuyển sang diễn biến khác nổi bật trong ngày qua, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Mark Hutting vừa qua đã cho biết là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen sau khi một máy bay không người lái của Mỹ bị máy bay Nga bắn hạ vào chiều ngày 14 tháng 3. Ông Hutting nói với CNN, đây có lẽ là một sai lầm lớn của một phi công Nga. Các máy bay không người lái có thể sẽ không di chuyển một mình. Mọi người có thể sẽ thấy máy bay Mỹ, máy bay NATO tăng cường sự hiện diện ở khu vực Biển Đen trong vòng vài giờ. Bình luận của ông Hutting được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ xác nhận rằng một máy bay không người lái MQ-9 của không quân Mỹ đã bị máy bay Su-27 của Nga bắn rơi. Theo Lầu Năm Góc, chiếc MQ-9 khi đó đang thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát thông thường. Mỹ sử dụng
MQ-9 Reaper cho cả hoạt động giám sát và tấn công mục tiêu mặt đất. Loại khí tài này liên tục hoạt động trên Biển Đen để theo dõi Hải quân Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng phi cơ Mỹ tự rơi sau khi mất lái. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng máy bay MQ-9 thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi chạm mặt tiêm kích Nga. Sau sự cố máy bay không người lái Mỹ, đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết là Moscow hy vọng Washington sẽ dừng các chuyến bay gần biên giới Nga. Tuy nhiên, phía Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục các chuyến bay trên không phận quốc tế trên Biển Đen. Sputnik dẫn lời đại sứ Nga nói với báo giới, chúng tôi nhận thức rõ về các nhiệm vụ của máy bay không người lái do thám và tấn công. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, UAV của Mỹ thực hiện các chuyến bay thế này hàng ngày. Chúng làm gì ở nơi cách xa Mỹ hàng ngàn dặm? Câu trả lời quá hiển nhiên. Trước đó, ông Antonov đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Mỹ về sự cố máy bay không người lái của Mỹ. Mặt khác, theo Newsweek, phía Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay trên không phận quốc tế trên Biển Đen. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, phía Mỹ chưa biết chính xác ý định của các phi công Nga, nhưng nếu thông điệp của Nga là muốn ngăn cản Mỹ bay và hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đen, thì thông điệp đó sẽ thất bại, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và hoạt động trong không phận quốc tế trên vùng biển quốc tế. Biển Đen không thuộc về một quốc gia nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì lợi ích an ninh quốc gia ở khu vực đó, ông John Kirby nói thêm. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ va chạm cực kỳ nhạy cảm giữa Nga và Mỹ sau hơn một năm xung đột ở Ukraine bùng nổ. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đồng loạt lên án Nga, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có nguy cơ cao leo thang căng thẳng. Tướng quân đội Hoa Kỳ Christopher Cavoli đã thông báo cho các đồng minh NATO về vụ việc trên. Lầu Năm Góc lưu ý rằng MQ-9 là loại có thể mang theo vũ khí, nhưng từ chối bình luận về việc liệu máy bay không người lái vừa được triển khai có được trang bị vũ khí hay không. Chuẩn tướng không quân Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc chỉ nói rằng vụ việc trên xảy ra trong không phận quốc tế, đồng thời lưu ý thêm các máy bay quân sự Nga đã tỏ ra vô cùng hung hăng. Phát ngôn viên cho biết thêm, theo đánh giá của chúng tôi, tiêm kích Nga có thể cũng đã bị thiệt hại và hạ cánh sau vụ va chạm. Một lần nữa, diễn biến này chứng tỏ kỹ thuật bay cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và không an toàn của phi công Nga. Quân đội Hoa Kỳ cho biết trước khi xảy ra vụ việc trên, các phi công Nga cũng đã có loạt hành động nguy hiểm khi bay gần các máy bay do Mỹ và đồng minh điều khiển ở nhiều khu vực, bao gồm trên Biển Đen. Tuy nhiên, Nhà Trắng xác định đây là lần đầu tiên xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng như vậy. Liên quan đến nỗ lực tiếp sức cho Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 14 tháng 3 cho biết là việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này cho Ukraine có thể diễn ra trong vòng 4 đến 6 tuần tới, thông tin được đài CNN đăng tải. Tuyên bố của nhà lãnh đạo được đưa ra ở thủ đô Warsaw, theo đài CNN. Phát biểu xuất hiện sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hồi tháng trước nói với đài CNN rằng các phi công Ukraine đã sẵn sàng vận hành máy bay chiến đấu MiG-29. Tuy nhiên, các phi công Ukraine có thể sẽ cần được đào tạo nhiều hơn để sẵn sàng lái các máy bay hiện đại theo tiêu chuẩn của NATO, chẳng hạn như F-16. Tổng thống Duda nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đào tạo phi công phức tạp và lâu hơn nhiều so với việc đào tạo một người điều khiển xe tăng. Theo nhà lãnh đạo, vũ khí hiện đại là chìa khóa để củng cố khả năng tự vệ của Ukraine trước Nga. Khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm máy bay chiến đấu hay không, ông trả lời, tất nhiên là có, nếu cần thiết. Nói về quan hệ trắc trở giữa Nga và Ukraine, TASS ngày 15 tháng 3 dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu rằng về nguyên tắc thì hòa bình và quan hệ láng giềng với Ukraine là không thể xảy ra, chừng nào chính quyền ở Kiev còn tuân thủ các chính sách bài Nga. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không tổ chức cuộc họp này để thảo luận về các vấn đề nội bộ của Ukraine. Chiến dịch bài Nga ở quốc gia đó gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế, bởi vì trong những trường hợp như vậy, hòa bình và quan hệ láng giềng tốt đẹp với Ukraine là hoàn toàn không thể xảy ra. Đại sứ Nebenzia phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được triệu tập theo sáng kiến của Nga. Cho phép tôi đặt câu hỏi này với những người hàng xóm Thụy Sĩ. Là người Thụy Sĩ, họ có cần phải từ bỏ bản sắc Ý, Pháp hay Đức của họ hay không? Điều này có đe dọa đến sự toàn vẹn của quốc gia của bạn không? Nếu không, tại sao bạn không chỉ trích những gì chính quyền ở Kiev đang làm với người dân tộc Nga? Tôi hy vọng các bạn sẽ đánh giá thẳng thắn về hành động của họ ngày hôm nay. Ông nói thêm, theo lời của ông, chính sách bài Nga không thể trở thành cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy ở châu Âu. Theo đài NHK, ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố là đất nước đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí giữa lúc giới chức Mỹ cho rằng lực lượng Nga thiếu năng lực với các loại vũ khí hiện tại.
Theo NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố đang đảm bảo lực lượng Nga được trang bị tốt để hoàn thành nghĩa vụ. Vị quan chức đã ra lệnh cho các nhà cung cấp vũ khí tăng gấp đôi sản lượng tên lửa có độ chính xác cao và đưa ra các loại vũ khí mới. Trước đó, giới chức Mỹ nhận định lực lượng Nga thiếu năng lực với các loại vũ khí hiện tại, NHK cho hay. Mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh ngày 14 tháng 3 cho biết trong một báo cáo rằng các đơn vị Nga trên tiền tuyến không mở được tiến công hiệu quả do thiếu đạn pháo. Hơn thế, bộ này cũng cho rằng tình trạng thiếu đạn pháo của Moscow trong những tuần qua có thể trở nên tồi tệ đến mức họ áp dụng cơ chế phân bổ đạn pháo theo hạn mức ở nhiều nơi trên tiền tuyến. Theo London, quân Nga có thể mở kho vũ khí cũ để chuyển cho các đơn vị tiền tuyến. Phía Nga chưa bình luận về nhận định trên của Bộ Quốc phòng Anh. Đài CNN ngày 15 tháng 3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nước này, Iran và Nga sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung ở Vịnh Oman vào thứ Tư. Thông báo cho biết các cuộc tập trận ba bên sẽ kéo dài đến Chủ nhật 19 tháng 3, được xây dựng trên các cuộc diễn tập hàng hải chung được tổ chức vào năm 2019 và 2022. Trung Quốc và Nga tuyên bố xây dựng quan hệ đối tác không giới hạn trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giới chức phương Tây trước đây bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang xem xét cung cấp cho Nga các hỗ trợ quân sự sát thương, một cáo buộc bị Bắc Kinh bác bỏ. Trong khi đó, quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng tăng của Moscow với Tehran đã gia tăng trong năm qua, theo CNN. Thưa quý vị, sau khi thỏa thuận an ninh giữa Úc, Anh và Mỹ cho phép chính quyền Canberra nhận tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ có chuyến công du đến Cộng hòa Fiji để thảo luận các vấn đề về an ninh với nhà lãnh đạo đồng cấp Sitiveni Rabuka, Sputnik News hôm 15 tháng 3 đưa tin. Theo Sputnik News, nội dung thảo luận giữa Úc và Cộng hòa Fiji sẽ tập trung vào thông điệp của chính quyền Canberra khi Úc cần khẳng định chương trình hợp tác trị giá 245 tỷ đô la giữa Úc với Anh và Mỹ không vi phạm Hiệp ước Khu vực Tự do Hạt nhân Nam Thái Bình Dương, còn có tên gọi Hiệp ước Rarotonga, có hiệu lực từ năm 1986. Theo quy định của Liên Hợp Quốc, Hiệp ước này bao gồm những điều khoản quan trọng dành cho từng khu vực nhằm củng cố cho Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân NPT. Được biết, chuyến đi của Thủ tướng Albanese diễn ra vài ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh AUKUS của Mỹ, Anh và Úc tiết lộ chi tiết về kế hoạch thành lập một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới với mục đích ứng phó với sự thách thức của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau động thái của Liên minh AUKUS, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang cảnh báo ba quốc gia thuộc tổ chức này đang ngày càng đi xa hơn vào con đường sai lầm và nguy hiểm. Trước đây, Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích thỏa thuận của Liên minh AUKUS là vi phạm Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân, đồng thời Bắc Kinh cáo buộc quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Anh, Mỹ và Úc chỉ nhằm mục đích thúc đẩy thế đối đầu về mặt quân sự ở khu vực Thái Bình Dương. Đài NHK ngày 15 tháng 3 đưa tin chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại an ninh song phương, động thái nhằm tăng cường hợp tác song phương vào thời điểm Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến đến thăm Nhật Bản vào ngày 16 tháng 3, gặp gỡ với Thủ tướng Kishida Fumio. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong khoảng 4 năm của một Tổng thống Hàn Quốc. Các thỏa thuận đang được tiến hành để hai nhà lãnh đạo xác nhận việc nối lại đối thoại an ninh giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao của hai nước. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên sau khoảng 5 năm. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-hyun, trong hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách bình thường hóa quan hệ song phương, bao gồm bàn luận về giải pháp đối với vấn đề lao động cưỡng bức. Vào ngày thứ hai trong chuyến công du, Tổng thống Yoon có kế hoạch gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt của hai nước và gặp gỡ nói chuyện với sinh viên đại học Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo NHK, đối thoại an ninh Nhật-Hàn bị đình trệ do căng thẳng trong quan hệ song phương về nhiều vấn đề, bao gồm lao động thời chiến và sự cố radar năm 2018. Hai bên cũng đang thảo luận về việc có nên nối lại hoạt động ngoại giao con thoi của các nhà lãnh đạo hai nước hay không. Các chuyến thăm như vậy đã không diễn ra trong hơn 10 năm. Ở Mỹ, trong những ngày qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ là Thống đốc Florida Ron DeSantis đều đã đến bang Iowa để tham gia vào các sự kiện tiếp xúc công chúng nhằm xây dựng những bước đầu tiên cho cuộc đua tranh cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo Reuters, cả hai đã đưa ra những thông điệp khác biệt để thu hút sự ủng hộ của người dân. Ông Trump, 76 tuổi, đã mở đầu bằng cách đề cập đến các sự kiện lớn của thế giới hiện nay và 4 năm ông từng ở Nhà Trắng. Trong khi đó, ông DeSantis, 44 tuổi, lại làm nổi bật các vấn đề bên trong nước Mỹ và những điều đã làm được để người dân biết đến ông.
Sự kiện của cả hai đều đã diễn ra liên tiếp nhau chỉ trong vài ngày. Điều này cho thấy cuộc đua thực sự đã bắt đầu với sự khác biệt, là một cựu tổng thống đang cố gắng quay lại Nhà Trắng, còn một chính trị gia thì nỗ lực thuyết phục người dân là đến lúc phải thay đổi. Bang Iowa đóng một vai trò quan trọng trong các đợt tranh cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bang này sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ sớm cho Đảng Cộng Hòa. Nhiều dự đoán cho rằng ông DeSantis sẽ đối đầu nảy lửa với ông Trump để giành vị trí đại diện của Đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo Reuters, khi kế hoạch xây dựng thủ đô mới trị giá 32 tỷ đô la trên đảo Bornholm dần hình thành, những người dân làng thuộc bộ tộc Balik bản địa đã chứng kiến nhiều sự thay đổi chóng mặt. Nơi từng là đất nông nghiệp tổ tiên của bộ tộc Balik giờ đã bị cày xới bởi các thiết bị hạng nặng đang đẩy nhanh công việc đóng cọc suốt ngày đêm và xây dựng một con đập mới cho thủ đô. 4 năm sau khi Tổng thống Joko Widodo công bố kế hoạch cho thủ đô mới có tên là Nusantara, một địa điểm trải rộng gần 260.000 ha, việc xây dựng đang tăng tốc ở khu vực trung tâm. Nhưng điều này cũng có nghĩa là người dân của bộ lạc Balik có thể bị đuổi khỏi vùng đất tổ tiên và buộc phải di rời. Theo trưởng bộ tộc Balik, nhiều người trong cộng đồng bản địa không muốn chuyển đến nơi ở mới vì họ cảm thấy vùng đất này là bản sắc của họ. Nhiều người Balik cũng không có giấy tờ hợp lệ về đất đai, khiến họ không đủ đòn bẩy trong cuộc đàm phán với chính phủ. Ở đó có một khu vực rừng rộng lớn từng là đất canh tác và sinh kế của người dân chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ được trả lại, nhưng xin đừng đụng đến những gì còn lại của chúng tôi. Người đàn ông 60 tuổi nói, đồng thời cho biết về nguyên tắc người dân bộ tộc không phản đối dự án. Babang Sushantono, Chủ tịch Cơ quan Thủ đô Quốc gia Nusantara cho biết, ông hy vọng cộng đồng bản địa sẽ tin tưởng rằng sự phát triển là vì tương lai của thành phố và vì lợi ích của mọi người. Dự án đầy tham vọng này được quảng cáo là một thành phố xanh và thông minh, được xây dựng trên một khu vực chủ yếu là rừng, xen kẽ với các khu đồn điền, mỏ than và làng mạc. Nhưng dự án xây dựng Nusantara bị chậm trễ do đại dịch. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia đã kiên quyết rằng kế hoạch thay thế thủ đô Jakarta hiện tại là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nusantara sẽ được tuyên bố là thủ đô mới trong nửa đầu năm tới. Các tòa nhà chính phủ quan trọng bao gồm cung điện và văn phòng tổng thống phải sẵn sàng trước tháng 8 năm 2024 khi Indonesia kỷ niệm 79 năm ngày độc lập. Hơn 16.000 công chức, cảnh sát và sĩ quan quân đội sẽ di chuyển đến đó từ Jakarta. Tàu Space Dragon 2 mang theo nguồn cung cấp cho trạm vũ trụ quốc tế được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida vào ngày 14 tháng 3, Reuters cho hay. Một webcast trực tiếp của NASA cho thấy con tàu vũ trụ đang bay lên từ tháp phóng khi các động cơ Merlin hoạt động trong những đám mây hơi nước cuồn cuộn và một quả cầu lửa đỏ rực thắp sáng bầu trời đêm. Trạm vũ trụ quốc tế ISS là một phòng thí nghiệm quay quanh trái đất với khoảng cách 420 km. SpaceX là tập đoàn công nghệ khai phá không gian, một nền tảng hàng không vũ trụ tư nhân được tạo ra với mục đích đưa các vệ tinh vào quỹ đạo và vận chuyển hàng hóa. Công ty được thành lập năm 2002 bởi Elon Musk, một trong doanh nhân đã sáng lập công ty PayPal và Tesla Motor. Thưa quý vị, một tin tức công nghệ khác, Google ngày 14 tháng 3 tiết lộ một loạt công cụ trí tuệ nhân tạo AI cho nhiều dịch vụ như lưu trữ đám mây, thư điện tử, các nền tảng làm việc. Theo Reuters, thông báo đưa ra nhắm vào Microsoft vài ngày trước khi đối thủ này dự kiến đưa ra kế hoạch tương tự. Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa quảng cáo một cây đũa thần cho phần mềm Google Docs. Có thể soạn thảo một blog tiếp thị, kế hoạch đào tạo hoặc văn bản khác, sau đó sửa lại cách diễn đạt theo ý người dùng. Một nhân viên công ty đã thể hiện điều này cho các phóng viên. Trong khi đó, Microsoft đã hé lộ một sự kiện vào ngày 16 tháng 3 về cách hãng tái tạo năng suất với AI, dự kiến sẽ giới thiệu tính năng mới cho phần mềm Word, theo Reuters. Alphabet cũng cho biết AI của họ sẽ có thể tóm tắt chuỗi tin nhắn trong Gmail, tạo bản trình bày slide, cá nhân hóa hoạt động tiếp cận khách hàng và ghi chú cuộc họp như một phần trong quá trình nâng cấp lên Google Workspace. Bộ sản phẩm có hàng tỷ người dùng trên tài khoản miễn phí và trả phí. Những tiến bộ này phản ánh cách ChatGPT thúc đẩy một cuộc chạy đua ở thung lũng Silicon nhằm trang bị cho các sản phẩm Generative AI hoặc AI học hỏi từ dữ liệu trong quá khứ để tạo nội dung mới giống như chatbot. Microsoft, Alphabet và các công ty cùng ngành đang đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng và triển khai công nghệ này. Hy vọng rằng doanh thu họ kiếm được từ việc tăng tốc, việc viết và các nhiệm vụ sáng tạo cho nhân viên văn phòng sẽ vượt xa chi phí của những nỗ lực này.
Các quan chức Mỹ và Mexico ngày 14 tháng 3 cho biết là có 13.000 lao động người Mexico vẫn chưa được trả đủ tiền lương với số tiền nợ tổng cộng là 6,5 triệu đô la từ các nơi làm việc ở Mỹ. Giới chức hai nước cam kết sẽ làm việc để giúp những người lao động này nhận đủ tiền lương, theo Reuters đưa tin. Đại sứ Mỹ tại Mexico, ông Ken Salazar cho biết, nỗ lực này đánh dấu sự hợp tác chưa từng có giữa Mỹ và Mexico để hỗ trợ những người lao động. Điều này đã không xảy ra với các chính phủ trước đây. Họ sẽ nhận được số tiền này vì họ xứng đáng, đó là công sức của họ. Đại sứ Mỹ phát biểu tại một sự kiện ở Mexico City cùng với các quan chức nước láng giềng. Trong một tuyên bố, Bộ Lao động Mexico cho biết Mỹ đã xác định những khoản nợ lương thông qua các cuộc thanh tra tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ sẽ chia sẻ danh sách tên những người lao động với các quan chức Mexico để nước láng giềng có thể xác định vị trí của họ. Tuy nhiên, các quan chức không nêu chi tiết các ngành công nghiệp hoặc công ty đã thuê công nhân hoặc khoảng thời gian mà người lao động bị nợ lương. Mexico cũng sẽ khởi động một chiến dịch công khai để khuyến khích người lao động lên tiếng nếu họ tin rằng họ đủ điều kiện để nhận lương. Reuters đưa tin nước lũ đang dần rút tại các khu vực của cộng đồng Pajaro thuộc bang California vào ngày 14 tháng 3. Theo truyền thông Mỹ, mực nước dâng cao ở sông Pajaro đã gây ra tình trạng vỡ đê, buộc chính quyền nơi đây phải sơ tán hàng ngàn người dân tới nơi an toàn. Đến thứ Ba, nước lũ vẫn còn sâu dưới 1 mét. Một người dân địa phương, Roberto Estrada, đã tìm đường về nhà để giải cứu những vật nuôi mà anh bỏ lại. Dự báo lượng mưa lên tới 25cm ở một số khu vực của California, trong khi tuyết rơi dày 0,9m, dự kiến sẽ đổ xuống các vùng núi cao, theo Reuters dẫn thông báo của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Dọc theo bờ biển của California, các khu vực có địa hình thấp, mưa lớn và tuyết tan đã gây ra mối đe dọa lũ lụt, trong khi nước mưa dâng lên từ các con sông suối làm hư hại đê điều, theo Reuters. Nhiều dự báo cũng được đưa ra về khả năng cây cối bị bật gốc và đường dây điện ngã đổ do sức gió lên tới 113 km/h. Hàn Quốc cho biết sẽ xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới với dự án có trị giá gần 230 tỷ đô la, một nỗ lực nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh của Seoul trong lĩnh vực này. Hãng tin Yonhap hôm 15 tháng 3 cho hay, cụ thể Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, với mục tiêu tạo nên các siêu công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, khu phức hợp sẽ được đặt gần những cơ sở sản xuất hiện có do Samsung Electronics, LG Hynix cùng một số công ty khác điều hành. Theo đó, cụm công nghiệp mới sẽ được thiết lập ở tỉnh Gyeonggi, dự kiến gồm có 5 cơ sở chế tạo chip tiên tiến và khoảng 150 công ty sản xuất vật liệu, linh kiện và thiết bị không dây vào năm 2042. Tại cuộc họp về chính sách kinh tế, ông Yoon Suk-yeol còn cho biết kế hoạch lớn hơn khi chính phủ Hàn Quốc muốn thúc đẩy 6 ngành công nghiệp chủ yếu gồm có sản xuất chip, màn hình vi tính, pin thứ cấp, công nghệ sinh học, phương tiện tương lai và robot. Các ngành công nghiệp tiên tiến là động cơ tăng trưởng cốt lõi và là tài sản an ninh chiến lược của Hàn Quốc. Phát triển công nghiệp đồng nghĩa phát triển sinh kế của người dân. Do đó, chính phủ phải hỗ trợ mạnh mẽ các công ty tư nhân để đạt được những bước tiến hơn nữa, ông Yoon Suk-yeol khẳng định. Được biết, ngoài dự án cụm công nghiệp bán dẫn, Hàn Quốc đang có kế hoạch xây dựng 14 khu liên hợp công nghiệp tiên tiến với tổng diện tích hơn 33 triệu mét vuông bên ngoài khu vực thủ đô, một tiền đề để phát triển ngành công nghiệp không gian, công nghệ sạch và các hoạt động sản xuất phương tiện tương lai. Ở khu vực Nam Mỹ, Reuters dẫn số liệu của cơ quan thống kê Argentina cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này đã vượt 100% trong tháng 2. Đây là lần đầu lạm phát ở Argentina đạt 3 con số kể từ năm 1991. Theo dữ liệu của chính phủ, chỉ số tiêu dùng CPI Argentina ở mức 102,5% trong tháng 2, với mức tăng cao hàng tháng hơn dự kiến là 6,6%. Nền kinh tế lớn thứ 3 của Mỹ Latin đã chìm sâu trong khủng hoảng tài chính và xã hội trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, kinh tế Argentina ngày càng xuống dốc do xung đột Nga-Ukraine. Người dân nước này đang cảm nhận sâu sắc các tác động của vật giá leo thang. Bà Irene De Vita, một lao động về hưu, chia sẻ, tôi đến cửa hàng và hỏi mua 3 quả quýt, 2 quả cam, 2 quả chuối và nửa cân cà chua. Nhưng khi nghe chúng có giá tổng cộng là 650 peso, khoảng hơn 3,2 đô la Mỹ, thì tôi đã bỏ lại hết và chỉ lấy cà chua. Tôi không có đủ tiền. Để kìm hãm lạm phát và ngăn đồng peso tiếp tục rớt giá, chính quyền Tổng thống Alberto Fernandez đã ban hành chính sách hỗ trợ tỷ giá đối với một số ngành nhất định nhằm giúp các doanh nghiệp ở những ngành này mua hàng hóa từ đồng đô la rẻ hơn thị trường. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Argentina cũng liên tục nâng lãi suất lên 75%. Trong khi đó, vùng trời rộng lớn ở đông bắc Argentina vừa qua đã chuyển thành màu đỏ cam vì cháy rừng. Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim tận thế. Hôm 14 tháng 3, lính cứu hỏa, cảnh sát và các máy bay chữa cháy tiếp tục nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại tỉnh Corrientes. Đoạn phim do lực lượng cứu hỏa địa phương quay lại cho thấy cả khu rừng chìm trong một màu cam rực với những thân cây bị đốt cháy.
Theo hãng thông tấn Telam, đây là một trận cháy rừng tồi tệ nhất ở Argentina từ đầu năm đến nay, với hơn 6.000 hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong vài ngày. Không có báo cáo thiệt hại nào về người. Dự báo trời sẽ đổ mưa trong ngày 14 tháng 3, giúp công tác dập lửa của lực lượng chức năng trở nên thuận lợi hơn. Kể từ đầu năm, Argentina và các quốc gia khác ở Nam Mỹ đã đối mặt với các đợt nắng nóng liên tiếp. Tháng trước, chính phủ Argentina đã ban bố cảnh báo về sức khỏe tại một số tỉnh khi nhiệt độ tăng cao lên tới gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng Argentina, từ tháng 11 đến cuối tháng 1 vừa qua là khoảng thời gian nóng nhất ở nước này kể từ năm 1961. Tiếp tục chương trình là các tin tức nổi bật khác trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao. Công chúa Asturias Leono, 17 tuổi, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, sẽ trải qua 3 năm huấn luyện quân sự kể từ tháng 8 tới. Thông tin được Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết. Phát biểu sau cuộc họp nội các hôm 14 tháng 3, Bộ trưởng Robles nói, giống như tất cả các chế độ quân chủ nghĩa viện khác trên thế giới, người thừa kế ngai vàng phải có nền tảng và thành tựu trong lĩnh vực quân sự. Công chúa Leono sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 10 tới. Cô dự kiến theo học tại Học viện Lục quân của quân đội Tây Ban Nha ở thành phố Zaragoza, đông bắc đất nước trong năm đầu tiên. Sau đó, trưởng nữ của vua Tây Ban Nha Philip VI sẽ tiếp tục có một năm tại trường hải quân ở vùng Galicia và một năm nữa tại trường không quân ở vùng Murcia, đông nam nước này. Nếu giống như vua cha, công chúa sẽ tiếp tục học đại học ở Tây Ban Nha sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự và tiếp đó là học thạc sĩ ở nước ngoài. Theo hiến pháp Tây Ban Nha, người đứng đầu hoàng gia cũng sẽ là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.